Anh Hùng ơi, vào bê đồ lên thắp hương mẹ đi. Anh đây. Uầy, một mình em nấu hết chỗ này á? Vâng, thôi anh cho canh ra bát với lại đổ thịt ra đĩa đi, rồi đưa lên thắp hương mẹ đi. Em đau tay có không bê lên được. Anh bị làm sao đây? Có đau lắm không? Hay là thôi, anh đưa đi khám lại nhá. À, không sao đâu, tại hôm nay em nấu hơi nhiều món, quay đi quay lại mà đang dã tiêu không may dã vào tay thôi. Anh bê mâm lên hộ em nhá. Anh đúng là may mắn khi có được em đấy. Một người con gái vừa xinh đẹp, còn đảm đang nữa. Nhà người yêu có dỗ, một mình nấu cả mâm cỗ vừa ngon vừa đẹp thế này. Anh cảm ơn. Thôi, thì anh dọn mâm lên đi. Anh thắp hương xong rồi, mình đợi em gái anh về rồi ăn nhá. Vâng. Giỏi, cũng chịu vác mặt về rồi à? Nhà thì có dỗ, anh trai bảo là về sớm để phụ chị nấu cơm, nhưng mà không, đi đâu từ sáng đến giờ, bây giờ mới vác mặt về. Giỏi quá. Cái gì? Chị ta là người yêu của anh mình á? Này. Anh đang nói chuyện với mày, cầm gì đến đi. Chào chị đi, đây là Phương Anh, chị dâu tương lai của mày đấy. Giới thiệu với em, đây là Huyền Anh, em gái của anh. Huyền Anh lời như hủi. Thôi mà anh. Nhà chị, ngày đầu chị đến ra mắt nhà em mà em lại để chị làm hết mọi việc như thế này, chẳng phụ được gì. Tại em có công việc giải quyết muộn quá, em xin lỗi chị nhá. Không sao, anh ấy trêu ấy mà. Chứ mấy cái món đơn giản như này chị nấu suốt, nên là làm ù cái là xong. Em nhìn qua cũng biết chị Phương Anh đảm đang rồi. Anh trai em may mắn thật đấy. Thì tất nhiên rồi. Nhìn đi, vì nấu bữa cơm này mà cô ấy bị thương đấy. Làm phụ nữ là phải như vậy, là phải hy sinh cho gia đình, là phải chăm lo cho gia đình. Chứ ai như mày chỉ biết ăn. Thôi mà anh, không sao mà. Vâng, giỏi nữ công gia chánh, nhưng lại toàn là những món đặt ở ngoài. Chứ chị ta có biết nấu quái đâu. Và bây giờ mới ra đồ ăn tới. Tôi đẹp lâu lắm rồi cơ mà. Tôi xin lỗi ạ. Cô tưởng xin lỗi là xong à? Cái tôi hỏi cô, tôi đặt 2 tiếng đồng hồ rồi, tại sao bây giờ mới ra? Chị ơi, tại vì vừa nãy ở ngoài kia có vụ tai nạn tắc đường, nên là tôi... Thế cô không biết đi à? Cô cứ đứng nhìn ra đấy à? Làm tipper cái kiểu gì đấy? Cái ngữ như cô ấy, xứng đáng 1 sao hay chưa? Ê chị ơi, chị đừng đánh giá 1 sao, không thể triệt đường sống của tôi mất. Đấy là việc của cô. Cái ngữ như cô ấy, đúng là chỉ xứng đáng là shipper thôi. Chả đến cái đích sự gì cả. Cầm tiền cút đi. Đưa đây. Này chị, chị một vừa hai phải đấy chứ. Chị vứt tiền xuống dưới đất như thế thì bắt tay nhặt à? Cô lại còn cãi à? Cô có tin là tôi gọi lên tổng đài một cái là cô nghỉ việc nữa không? Cái ngữ như cô ấy, chỉ xứng đáng nhặt tiền thôi. Cầm đi cút đi. Bực cầm mình. Toàn những món mà ban nãy chị ta vừa đặt ở quán, mình ship tới cho, thế mà kêu mình nấu cơ đấy. Tưởng ông anh trai mình vớ phải hàng chất lượng, ai dè lại bác với bà chị dâu láo tét, hống hách thế này cơ đấy. Chị ta không hiền lành đâu, hôm nay mình tranh thủ đi làm shipper, mới biết được bộ mặt thật của chị ta. Ừ, ăn đi em. Không được, giờ mình mà vạch mặt, kiểu gì chị ta cũng chối. Ông anh ngu ngơ của mình cũng sẽ không tin lời mình nói. Mình sẽ từ từ tìm hiểu thêm về chị ta. Anh này nữa, lớn rồi mà ăn nhem hết là miệng. Ăn đi. Vâng. Phải chui vào hang mới bắt được cọp. Mình trong thân phận shipper sẽ tiếp cận chị ta, để anh trai mình thấy rõ được bộ mặt thật của chị. Đây. Đợi một tí. Sao lại là giọng đàn ông nhỉ? Không biết ăn gì mà đau bụng thế, không biết. Có chuyện gì đấy? Dạ, em giao hàng ạ. Thôi còn đặt hàng gì đâu mà giao.
là đơn không đồng, thức ăn đã trả tiền rồi ạ. Anh ơi. Sao thế hả? Không. Tại vì anh chưa thấy ai làm shipper mà lại xinh như em ấy. Nhân cơ hội này, mình phải tìm hiểu thêm về mối quan hệ của anh ta với chị Phương Anh mới được. Anh ơi, sáng giờ em đi ship hàng khát nước quá. Anh có thể cho em xin cốc nước không ạ? Được. Mời em vào nhà để anh rót nước cho. Em uống nước cam nhé. Em vào nhà đi, vào nhà đi. Vậy hai người họ có quan hệ gì chứ? Ê, nước đây, em uống đi. Em xin ạ. Mà anh ơi, đây là nhà người yêu anh ạ. Không, đây là nhà em họ anh thôi. Chứ anh làm gì đã có người yêu. Anh còn đang sợ ế thế này. Em uống đi. Vâng ạ. Mà sao đi làm shipper ấy, đi nắng đi gió như thế mà da em lại mịn thế? Anh đang làm cái gì đấy? Cô ấy là shipper, giao hàng cho anh đi mà. Cô ấy bảo là khát nước quá, thì anh mời vào nhà uống cốc nước chứ có gì đâu. Uống nước á? Chỉ đơn giản như thế thôi à? Mà tôi có đặt ship gì đâu mà có shipper tới. Anh định đùa trẻ con đấy à? Muốn cái gì nữa mà thôi. Cô đi ship tiếp đi. Vâng ạ, em chào anh chị ạ. Chắc chắn là có gì mà bán. Cô kia đứng lại đây cho tôi. Cô anh, em làm cái gì đấy? Đau. Mày mà cũng thích đau cơ. Đau quá, tránh xa người yêu tao ra. Chị nói cái gì đấy, tôi với người yêu chị có cái gì đâu. Không có gì á? Hay là mày phải để tao bắt tận tay trai chân gái dưới thì mày mới chịu hả? Mà shipper như mày á, đừng có mà trèo cao cái chừng. Quá nào. Em làm cái gì đấy? Đến với bao nhiêu người, em làm thế người ta lại bàn tán. Anh sợ người ta bàn tán hay là sợ tôi vạch mặt anh ra? Nói cho anh nghe, tôi yêu anh, tôi mới quen sếp của anh để moi tiền. Vậy mà anh đối xử với tôi thế à? Anh thấy gái xinh là anh mon men tán tỉnh cái gì? Được thôi. Tôi không về đấy. Tôi cứ nói to cho mọi người biết là tôi hy sinh với anh như nào. Mày đối xử với tôi thế? Rồi, em biết rồi. Tôi đi về cái xin em đấy. Đi về. Bỏ ra. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Lừa anh trai mình bòn tiền, cặp kè với người khác. Anh hứa là anh không được phản bội em đâu nhá. Rồi, anh biết rồi. Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo. Được chưa? Chứ còn gì nữa. Em hy sinh cho anh bao nhiêu thứ. Suốt ngày phải làm nữ công gia chánh, mệt hết cả người. Anh biết mà. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, khi mình mà bòn hết tiền của nó rồi, mình sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi đây. Em thấy thế được không hả? Tao thấy được đấy. Anh đã tin những lời em nói là đúng chưa? Anh, sao anh bảo là anh về quê có việc gấp? Tôi phải nói như thế thì cô mới lộ bộ mặt thật của cô ra. Cô được mà. Cô dám phản bội tôi. Nhìn đối tượng mà cô chọn đi, lại là thằng nhân viên mưu mô của tôi. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh em nói đã. Chị đừng nói nữa, tôi kể cho anh tôi nghe hết sự thật rồi. Không, không thể như thế được. Em không lừa anh đâu. Em giấu anh việc đi làm thêm shipper để muốn trải nghiệm cuộc sống. Rồi mấy lần em ship hàng tới cho cô ta, rồi cô ta lại toàn mang về nhà. Ngoài thì giả bộ nữ công gia chánh, nhưng mà thực ra toàn bộ là đồ ở nhà hàng làm. Đây, em biết là anh không tin, em có lưu lại bằng chứng rõ ràng. Những cảnh họ tình tứ bên nhau em lén lút chụp được này. Anh xem có phải nhân viên của anh không? Là thằng Trung. Hay lắm. Ủa, công anh tin tưởng hai người họ như thế, họ lại đâm sau lưng anh. Em nghĩ là anh không tin, nhưng mà
Có lẽ cô ta yêu anh chỉ vì tiền thôi. Nhưng mà không đúng. Mỗi lần anh ở bên cô ấy, anh cảm nhận được là cô ấy thật lòng em, không giống như một mối quan hệ lợi dụng mà em nói. Ôi dồi ông anh ngốc nghếch của tôi ơi, sao đến bây giờ anh vẫn bênh cô ấy chằm chặp như thế nhở? Thôi rồi như này đi, bây giờ anh chỉ cần thử nói là anh về quê, chắc chắn là bọn họ sẽ đến bên nhau. Xong rồi anh em mình xông vào bắt gian tại trận là được chứ gì? Một người là người mà tôi yêu nhất, một người là nhân viên mà tôi tin tưởng nhất. Tôi mà nhìn xem hai người đã làm gì này. Hai người dám phản bội sau lưng tôi như thế à? Với anh này, tôi quá thất vọng với cô. Từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta chấm dứt. Chúng ta sẽ không còn bất kể một mối quan hệ tình cảm nào nữa. Anh. Còn mày, mày giỏi lắm. Tất cả số tiền mày biển thủ của công ty, nhanh chóng hoàn trả lại cho tao. Nếu không ấy, mày ngồi tù cũng lâu đấy. Và kể từ ngày hôm nay trở đi, mày không còn là nhân viên của tao. Đi về. Anh. Đúng là lúc mưu mô xảo quyệt. Thất tình. Thế là học hết kế hoạch rồi còn gì nữa.